rễ ở trong Chúa trước hết, rồi nói đến về cái việc phát triển chiều rộng. Khi nãy là chúng tôi nói đến việc phát triển của chiều sâu. Cái câu Kinh Thánh mà chúng ta chọn làm câu gốc á, nói rằng hội thánh vững vàng trong đức tin là châm rễ trong chiều sâu, và số người tin Chúa đó càng ngày càng thêm lên, càng ngày càng thêm lên. Ở đây chúng ta thấy cái phát triển trong cái chiều kích thứ hai, đó là phát triển về chiều rộng. Chúa Giêsu trước khi về trời, Chúa phán gì và hứa gì? Ở trong Giăng đoạn 14 câu 12, Chúa phán hứa như thế này: quả thật, ta nói cùng các ngươi, kẻ nào tin ta cũng sẽ làm việc ta làm, lại cũng làm việc lớn hơn nữa, vì ta đi về cùng Cha." Câu Kinh Thánh này cho thấy Chúa Giêsu của chúng ta chuẩn bị để tạm biệt các môn đồ mà Chúa trở về trời. Và trước khi trở về trời thì Chúa đã làm cái việc ròng rã 3 năm rưỡi. Đó là huấn luyện, trang bị, huấn luyện cho các môn đồ. Thế rồi khi mà họ đã nắm bắt được công việc rõ ràng rồi, thì bây giờ Chúa nói rằng, vì ta đi về cùng Cha, cho nên các ngươi sẽ làm việc ta làm. Cái điều thứ nhất là làm việc Chúa làm. Và thưa hội thánh, Chúa Giêsu làm cái gì? Ở trong Ma-thi-ơ đoạn 9 câu 35 thì chép như thế này: Đức Chúa Giêsu đi khắp các thành, các làng, dạy dỗ trong các nhà hội, giảng tin lành của nước Đức Chúa Trời và chữa lành các thứ tật bệnh. Thế thì chúng ta thấy việc Chúa chúng ta đã làm. Chúa làm gì? Đi. Bàn chân Chúa đi. Đi khắp các thành, các làng. Tôi vẫn khích lệ các đệ tử của Chúa noi bước chân của Chúa. Bởi vì ngày hôm nay có nhiều người thì thích đi trong các thành, nhưng mà không muốn đi trong các làng. Tổng liên hội mà bổ nhiệm một số người về các làng, than thở: sao tổng liên hội đề chúng tôi về làng này làng kia hẻo lánh? Hãy xem Chúa Giêsu đi khắp các thành và các làng nữa. Cho nên xin Chúa cho chúng ta có những bàn chân sẵn sàng bước đi theo những bước chân của Chúa. Rồi Chúa dùng môi miệng của Chúa để làm gì? Giảng tin lành. Giảng tin lành. Rồi Chúa dùng môi miệng của Chúa để làm gì nữa? Dạy dỗ trong các nhà hội. Giảng dạy. Chân thì Chúa đi, miệng thì Chúa giảng tin lành, dạy dỗ cho các môn đồ. Rồi cũng chép rằng Chúa chữa lành các thứ tật bệnh. Thế thì ngày hôm nay Chúa muốn chúng ta làm những việc Chúa đã làm, đi những nơi Chúa đã đi, giảng như Chúa đã giảng, dạy như Chúa đã dạy, cảy ơn Chúa để thi thố những ơn lành phép lạ của Chúa. Nhưng mà ở tại đây cái câu Kinh Thánh này chúng ta lại thấy như thế này: ta nói cùng các ngươi, kẻ nào tin ta cũng sẽ làm việc ta làm. Và Chúa lại còn nói thêm cái phần sau nữa là lại cũng làm việc lớn hơn nữa. Và tôi thấy rung quá khi nghe câu này. Tôi không biết các đệ tử của Chúa suy nghĩ gì khi chúng ta nghe Chúa nói như vậy. Không những là các ngươi làm việc như ta đã làm mà còn làm lớn hơn nữa. Ồ, mình cảm thấy rung liền. Chúa ơi, con là ai? Con là ai mà con có thể làm lớn hơn việc này đã làm? Và ý Chúa muốn nói ở đây là gì? Chúng ta phải biết cho thật đúng, kẻo không thì đôi khi nó nguy hiểm á. Bởi vì Chúa Giêsu trong cái tầm nhìn mở mang phát triển công việc Chúa, Chúa sẽ thấy rằng những người môn đồ mà Ngài đã huấn luyện ở đây, họ nắm bắt công việc tốt đẹp rồi. Và bây giờ họ sẽ tiếp nối công việc Ngài để lại. Và Chúa sẽ thấy rằng họ còn làm lớn hơn nữa. Nhưng mà lớn ở chỗ nào? Chúng ta chú ý, không phải lớn hơn về phẩm. Không. Không ai có khả năng làm lớn hơn những điều Chúa đã làm về những cái phẩm lượng, phẩm chất. Ví dụ, chúng ta thấy về phép lạ,
có mục sư nào mà làm được như Chúa làm không? Kêu kẻ chết sống lại, khiến kẻ què bước đi, khiến kẻ mù được sáng. Không, chúng ta không ai có thể làm lớn hơn cái phép lạ diệu kỳ Chúa đã làm. Hay là nói về giảng dạy, có ai trong chúng ta nói là tôi giảng hay hơn Chúa Giêsu không? Không, ai mà nói như vậy hết sức nguy hiểm đó. Chúa Giêsu chúng ta bậc thầy của tuyên đạo, và đến nỗi mà Chúa giảng á, người ta bỏ mấy cái nhà hội thì có ghế ngồi có đầy đủ tiện nghi, người ta ùn ùn kéo ra ngồi dưới bãi cỏ, ngồi dưới đất, ngồi nơi bãi biển, không có phương tiện gì, nhưng mà họ rất là khao khát thích nghe Chúa giảng, bởi vì tuyệt vời quá. Cho nên đừng nghĩ rằng tôi có thể giảng hay hơn Chúa, nguy hiểm. Không có ý nói về cái phẩm chất, hay là có ai trong chúng ta có đời sống đẹp đẽ hơn, thánh khiết hơn, yêu thương hơn, nhân từ hơn Chúa Giêsu không? Không bao giờ, không bao giờ. Cho nên khi Chúa nói rằng các ngươi làm việc ta làm còn làm lớn hơn nữa, nó không có ý về phẩm lượng, phẩm chất. Nhưng ở đây Ngài có cái tầm nhìn về số lượng và địa dư. Trong 3 năm rưỡi Chúa thi hành chức vụ, cái trọng tâm của Chúa là xây nền. Cho nên Ngài kêu gọi các sứ đồ môn đồ, 3 năm dài Chúa huấn luyện. Cho nên hầu như cái số người tin Chúa trong 3 năm rưỡi đó không nhiều. Và đừng có nghĩ rằng tại Chúa giảng nó không hay, không hấp dẫn bằng Führer cho nên là người tin Chúa ít. Không phải. Nhưng mà sở dĩ không có quá nhiều người tin Chúa trong cái thời Chúa Giêsu thi hành chức vụ là bởi vì Ngài tập trung để huấn luyện cho các môn đồ. Chúa không muốn thấy cái cảnh mà đem con bỏ chợ. Chúa không muốn thấy cái cảnh mà hữu sanh vô dưỡng. Cho nên Ngài phải chuẩn bị cho tin lành của Ngài, cái đội ngũ nhân sự làm việc tốt cái đó. Và đây là giai đoạn Chúa xây nền, xây móng. Quý vị biết một cái công trình mà xây nền, xây móng nó cũng lâu lắm, nào là thế này thế khác. Nhưng mà đôi khi người ta không thấy, không biết đâu, nhưng mà làm xong cái móng rồi mới bắt đầu cất cái thượng tầng. Thì cũng vậy, trong 3 năm Chúa thi hành chức vụ, Ngài tập trung thì giờ để huấn luyện. Và như trong cái quyển sách của tiến sĩ Coleman nói về cái kế hoạch truyền giảng tin lành của Chúa Giêsu đó, thì ông phân tích cho chúng ta thấy rằng 3 năm đó Chúa có đi giảng, Chúa có làm phép lạ, Chúa có đến nơi này nơi kia, nhưng mà phần lớn thời gian Chúa dành là cho môn đồ huấn luyện. Và khi mà đã thấy rằng họ nắm bắt được rồi, và Chúa bước lên thập tự chết để chuộc tội cho nhân loại, Chúa chịu chôn và Chúa phục sinh, bây giờ Ngài trở về trời. Ngài nói rằng các con sẽ làm việc ta làm còn làm lớn hơn nữa. Và đúng như vậy, chúng ta thấy khi mà Ngài đã có cái đội ngũ, những người nhân sự huấn luyện thuần thục rồi, Chúa ban thánh linh xuống, chúng ta thấy kết quả cái gì? Kết quả công vụ đoạn 2, 3.000 người, rồi kế đến 5.000 người, rồi kế đến không đến được nữa, nó là đông lắm. Và cho đến ngày hôm nay, hơn 7 tỷ người trên trái đất này, chúng ta biết 2 tỷ rưỡi người trong Cơ Đốc giáo. Cho nên chúng ta thấy đây, hội thánh phát triển về số lượng bội phần hơn trong cái thời Chúa. Rồi về địa dư, Chúa cũng có cái tầm nhìn đó nữa. Khi mà Ngài phán ở trong công vụ đoạn 1 câu 8 rằng Thánh Linh giáng cho các ngươi nhận lấy quyền phép để làm chứng về ta từ Jerusalem, Judea, Samari và cái tầm nhìn khắp cùng trái đất của Ngài đó. Và quý vị thấy trong 33 năm Chúa Giêsu thi hành chức vụ, Ngài quẩn ở xứ Palestine, từ Galilee đi ngang Samari đến Judea đến Galilee
đến Jude, đến Samari. Ngài tập trung để huấn luyện và trong 33 năm hầu như Chúa chỉ quanh quẩn ở vùng Palestine. Nhưng mà chúng ta thấy khi Đức Thánh Linh giáng lâm, sách Công vụ các sứ đồ của chúng ta thì cũng khoảng 33 năm. Từ đoạn 1 cho đến đoạn 28 cũng khoảng 33 năm. Nhưng mà 33 năm của cái thời sách Công vụ các sứ đồ này thì Tin Lành từ châu Á đến châu Phi. 33 năm này Tin Lành từ châu Á đến châu Âu và gần như nó nằm trong cái tầm nhìn mà Chúa đã vạch ra khắp cùng trái đất. Thế thì thưa với quý tôn thất của Chúa, chúng ta cảm ơn Chúa thật nhiều. Hôm nay chúng ta có mặt ở đây vui vì thấy công việc Chúa phát triển. Mình xin Chúa cho mỗi người chúng ta phải nhớ theo cái nguyên tắc của Kinh Thánh: phát triển chiều sâu trong sự tin kính Chúa, yêu mến Chúa, vững vàng bước đi theo Chúa. Phát triển trong chiều rộng theo cái nhìn mà Chúa đã giao rằng các con sẽ làm lớn hơn công việc của ta khi Chúa cho chúng ta mở mang công việc Chúa. Tôi vui vì nghe ông mục sư quản nhiệm Phú Lâm nói rằng Phú Lâm đã mở được 5 điểm nhóm. Hôm nay thì tôi được đến Phú Định đây. Vừa rồi thì tôi cũng có dịp đến tại chợ đệm, tôi thấy cơ sở cũng đẹp quá. Và xin Chúa ban phước để rồi có cái tầm nhìn mở mang phát triển công việc Chúa như vậy. Rồi ở Phú Định các con gái của Chúa bén rễ lập nền ở trong Chúa vững vàng. Để rồi chúng ta cũng phải có cái tầm nhìn là Phú Định 2 sẽ ở đâu, Phú Định 3 sẽ ở đâu, trong cái điều Chúa đặt để trong lòng chúng ta, để chúng ta đưa bàn tay mà tiếp lấy công việc của Chúa, làm như Chúa đã làm. Và Chúa ban ơn cho chúng ta để còn làm lớn hơn nữa. Xin Chúa ban phước cho quý cụ, quý bạn trẻ. Amen. Xin mời thánh chúng ta đồng đứng lên.